mua xe mới màu đỏ, nhưng mua lại không phải. Đây anh. Ôi sợ anh lại quên mất, em cứ nhìn xe Đông Nam màu đỏ 12 giờ anh mới đến đấy ạ. Alo. Chị gửi đồ đi. Đồ gì đấy? Bán gì? Sốt to không chị? Người không ạ? Kinh phết ạ. Sao mày phát cái gì mày phát. Alo, em mới nhớ cầu lăng chưa? Còn nguyên đai không phải nguyên đai như nguyên là xưa rồi, phải là quay lại nguyên đai Trung Quốc. Vâng. Nguyên đai bên đây Trung Quốc, Trung Quốc không? Trung Khánh ra Khánh đấy, Trung Khánh đấy. Vâng. Cái nguyên đai nhập hàng nó khác, không như dòng nguyên đai nhập hàng được, nhập hàng nó đi hàng nét mẹ. Con đâu thấy cảnh này. Không, đi quay cảnh nào cốc cái keng 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 quay ở đây. Đi với anh Đông Nam. Sợ lại. Hey, a cô. Cô đang mát đây. Ở đây là tiếng mở to ra. Nó không đúng cửa gió. Nước mẹ nước nhỉ. Con đi sao vậy? Số có nhiều ngoại ơi. Cái 20 cái.
đang mới đang báo 20 suất. Ông gạo anh nghiêng nghiêng ngay này ông nhé. Để lắm à? Đứng à, chéo à? Để chéo này. Chéo. Phải đổ khổ là khổ đấy. Vấn đề là cái đề ba nó ngon anh vào. Cứ giật 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 đi. Đấy chứ. Đề ba nhẹ nhàng tình cảm không dám. Khi vừa quay ôi anh ơi sao xe anh kiểu gì mà anh ấy bốc đầu, sẽ bốc đi cả đầu đấy mà sao anh đi êm thế? Tí để ba này đua với bé trai. Bé trai cho về sau nhá. Để tí bé trai vươn lên thì nó cũng sao. Bé trai cho hít khói. À rồi rồi. Thằng này lính nhầm đúng không? À, không. Thằng này không. Cái này nó cầm cho Bắc Hà này. Ôi giời, nó bốc cái hàng đâu, 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 bốc cái hàng thơ Đại An á, nghiệp Đại An cơ mà, công nghiệp Đại An là nó ở chỗ cầu Hàn à chỗ 25 tầng, chỗ 25 chỗ cân Nam Cường á, qua Nam Cường, xa, thế đi qua Hoàng Long thì ngoài bạn Hoàng Long gì đi lên gì, Hoàng Long đi qua Hoàng Long đi rẽ trái lên Hà Nội gì, vẫn là đường năm đi Hà Nội, Hải Âu đi nữa gì, Hải Âu lên gì, thằng này xe buýt thì nó chưa đến nơi nhưng Hải Âu là lên nơi, Hải Âu gì. Alo. Đại An là chỗ qua Hoàng Long đúng không? Alo. Em chả biết chỗ đoạn nào. Được rồi, đi chỗ đến Đại An luôn. Rất nhiều đường đi. Nhiều đường đi, chỗ đây rất nhiều đường đi, kể cả lên đến Quán Toan đi cũng được. Mà đi đến Quý Cao đi Hải Âu lên được. Là giờ Quý Cao Hải Âu nó tuyệt chủng cách đây 6 năm rồi. Hải Âu nó không chạy đấy. Chủng 6 năm nay rồi ông ạ. Chuyến xe không được mà, chỗ đi thì chuyến xe thì anh đang tính. Hải Âu giờ hình như đi đường năm xuống Hưng Yên đấy. Không sao. Đó, đi cái đường Hưng Yên đấy. Đấy, đi đường Hưng Yên về là Hưng Yên về là nó qua. Đúng rồi. Đại An với Phúc Điền nó gần đấy. Đại An với cả khu nhà Dương. Khu nhà Phúc Điền. Đại An với Quý Dương. Ô hô, nó cũng đi qua đấy đấy. Alo. Đó, đi ăn chơi. Bao tiền đấy? Rồi. Đấy à? Hả? Nhớ lấy 720 nghìn đấy à? Mẹ 0967 808
418. Cứ vẽ đầu luôn nha. Đeo vào. Được chưa? Nồng số rồi anh ơi. Anh ơi nồng số rồi. Alo. Đây có phải là, đây có phải trang trại của Lý Toàn không nhỉ? Đây, có con nạm ngon không? Nói Tân Thoa em đi từ ngày xưa, từ hồi nó còn có con Cao Ti ấy. Không hiểu. Giờ nó thành con Solati em không thích bây giờ. Mà được cái con đi phi về cầu Cun là ngay D nhà em. À đấy ạ. Bác em đi rồi em chả thích đi. Em phải đi giường nằm xe to quen thì cứ thế xe to đi rồi. Bây xe nhỏ ngồi trong kiểu bí em không thích. Đâu nha. Ta đấy. Honda Civic. Ta. Ta. Xin không anh luôn nhá. Taco gà đua với Honda Civic. Alo. Alo. Xe Đông Nam màu đỏ nhá. Của đội Trường Hằng. Có con này vào trong Bảo Lộc cái nhà em có cây rưỡi hai cây, nó đỗ ngoài bờ hồ Bảo Lộc ấy. Trường. Đấy. Đây đại bản danh Trường Hằng. Chị nhá. Chị đấy.
Nằm được cái này nằm rút đấy em. Cái là mấy à? Khinh em đi, khinh em. Cho xe cốp. Cốp đi. Ai vậy? Ngựa mà nhanh thì cho trâu ra kéo. Bán vải chém. Nem thúy. Địt mẹ đưa nó ngoài. Đừng kẹp. Giật. Nó mới kiểu như là đây là gì đấy? Đọc chương nghe gì à? Bên trán thanh mai. Thanh mai này. 11. Bấm nó bãi cháy. Cục mấy đấy? Cục 3 hết. Bên trắng thì mai cục 1. Rồi. Bấm bãi cháy cục 2. Thanh mai mới bao? Chịu. Một bao. Bấm. Một chùm. To à? Một cái tin yên đấy. Một số tin yên. Số tiền yên đấy. Thu 4.500.000 Cộng cước. Cước số tiền yên. Chắc cái đấy trăm. Tiền yên có mấy đấy? Một. Cộng một. Em lợi được 10. Một số. Em lợi 10. Em lợi. Ghi, em ghi ở phòng cảnh sát đấy. Em ghi chưa đấy. Lúc em đang ghi thì... Khải, em khải. Lợi. Đi giờ này nhiều xe Nghệ An. Em lại bao nhiêu? Thế em đi Tiến Phương thấy xe Nghệ An tầm cách 5-10 phút đấy. Em lại ngay đi chị rồi. Đây đúng một bao. Đây đúng một bao xanh.
công an. Bên văn thư sổ sách đằng sau thì hàng nhất xuống mà xem thì cứ hỏi. Đâu không biết hết thôi. Không mà đâu. Đấy, không mà góc bên phải đấy. Ông nhận không ghi cho nên dễ. Có vài cái dòng này. Ha, cầm đấy. Chốt cầm này. Mỹ học bài đây. Tí tôi bài bây giờ. Đi hết rồi. Đây vào đây mở lái vẫn hay cuồng mà. 4 số, 4 số là 7 số thì 8 cái chưa. Ở đâu báo 4 số? Con giúp là nhà. Thế thì ông xác định xe máy ở bên dưới cảng đẹp đi. Đây trên mạng Hải quay xe, đây là Dũng quay xe. No. Hải Cường Đắk Lắk. À. Ra luôn đi, ra mới xỉu. Ba thùng bánh mang. Tất cả là vì Hải. Ta. Anh đâu nhỉ? Ta. Không. Đây đợi tí đang ở cửa PC đây. Người sau 18 gọi cho hai cái đại. 18 là thằng anh Trân. Bạn ăn đúng không? Dạ ăn. Được làm thì hiện hùng. Được xì có khách của Việt không? Ồ. Nghe rồi. Đang ở thành phố. Ta. Thoát hưng nhà Tràng xa phết. Cứ giới đường người này, Hoàng Sơn cổng viện này, khu vật đá Sơn Ngọc này, mấy anh em này, đường người này, cảnh sát giao thông là Lem Uông Bí này. Alo, em đường người, mắm đường người này, mắm phở thịt đường người. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này về Vĩnh Bảo đó, em đi qua mà. Cái này Vĩnh Bảo à? Rồi, thử mãi. Nhạc, tin nhắn em. Alo. Con ở đâu đây? Bên kia Sầm Sơn. Cháu đang công việc viên rồi, chuẩn bị đến nhá. Anh lấy cái đồ ở đây đấy. Em đang ở người viên rồi. Cầm túi đỏ lên cho anh. Ba thùng đấy. Alo. Alo.
cầm trên đây. Khách của mình đâu nhỉ? Lên rồi. Bên này lên đây. Bộ máy cho kia rồi gọi. Hết rồi này. Shop Vĩnh Bảo. Hai shop. Đồng vị Hoàng Minh hai shop Vĩnh Bảo đi. Loan kia 7. Loan ở Loan kia 7 là ở cô máy. Thì cô máy là nhìn rõ cô máy. Số cô máy. Chưa. Lem Đầm Hà. Lem Đầm Hà cực rồi. Số đất đỏ. Số đất đỏ 36 Thịnh Duyên. Ui giời tí cô Vĩnh Bảo, số Vĩnh Bảo để đây rồi cả tí lại mọi tí cho số gì? Số gì? Số Thịnh Duyên 36. Cô máy gì? Cô 2. Làm gì có hai bên này chứ? Một số rồi. Bên này. Đấy là đất đỏ. Còn cái gì nữa? Hết. Đấy đâu. Lô. Đọc thì nó phải ghi. Đấy rồi. Từ ghi nó phải từ từ. Ở ngoài xe rồi đấy. Tí nữa nó bốc cho. Không, như hôm nay mình đi thả bốc được. Đi thả bốc được. Nhiều hàng thì thôi, mình ưu tiên cái xe của mình trước. Mấy cái? Cho đây luôn đi. Lâu, hôm nay 12 giờ đầu cước cả 1 giờ. 1 giờ 10, 1 giờ 10. Cái gì? Đây là bánh cho bà ấy. Em là anh ơi. Anh Dũng thì cứ bốc đầu. Mình bốc đầu. Tất cả gì bám vào nhé. Nó nặng. Mày nặng. Thế là cái nhiệt đá, bát đá này. Bốc mẹ đá rồi. Mẹ nó như ngày lẻ đấy, gửi ngày 16, đúng cái hôm mẹ con trắng hơn. Con Hoàng Hóa nó nghỉ, có Hoàng Hóa không nghỉ thì có cái mẹ đi. Đúng không? Hóa không nghỉ thì có cái gì đâu mà sốt ở bọn mình bốc hết thì 8-9 cái rồi, tổng 8-9 cái rồi bốc hết thì mình cho mỗi cái đá với mấy cái đặt vặt này. Thấy đâu nhiều. Đúng không? Khách thì hôm nay thì giỏi được nói trọng. Thập Lý Gia Lai. Hoàng Hóa đéo khách nên ở đây là mấy người? Hai người. Một người hai mà. Thang cua Thanh Hóa đây. Cho vào đấy luôn, cho vào trong luôn. Vậy hết rồi, con lớp không biết. Chỉ nhìn vào thì mới làm được. Đi vào đó đi. Chờ đâu, trong chờ đấy. Cường lĩnh.
khách coi như này. Sơn Mỹ. Mai là con Gao Trai 27 đua cho chắc. Đạp. Đạp bốc. Mà 27 đầm. Từ 20 ở đây là sắp. 17 được, 67 rồi. 17 vô lăng mới nhìn nó xịn hơn. Anh với giấy khô. Sao đây? Từ trên dưới nó có hết mà. Bốc 4 cái. Bốc thì bao nhiêu cái thì cũng bốc. Bốc thì bao nhiêu thì về đây. Về đây. Quay chai nước ấy rồi. 500 chuyển khoản. Đây này, đưa chân. Cho vào chỗ. Chuyển khoản chưa? Hàng đi và người ở vẫn ở lại. Mất tiền vẫn ở. Bảy sốt đâm chả chả thì ông sốt này bỏ bốn cái nữa thì làm mình cần thấy 523 báo có một cái thì ý là thì đang 171 nó ra đấy nhìn thấy bốn cái nó bảo là bốn cái nhớ 171 nó báo em rồi nhận từ sáng rồi ba cái gì tổng có hai nhà là ba cái thế thì lấy đồ có nhiều hôm nay mẹ con kia đi thì không phải nhà tinh con kia cũng lắm được 6-7 cái đúng không căn bản là các ông nghe điện thoại không một lần cứ phải bình tĩnh bên kia chúng tôi cũng là xếp được một số nữa tí thì cô thế tí bị bảo phải bối à không không phải chúng tôi làm ăn ngon này hết rồi không phải việc không dây kìa đấy thấy gái mất thăng bằng luôn thiệt đúng là đi xong đi cốp ba đấy anh Dũng thấy gái bốc đầu không kéo cái tay xuống lên zip như bôi kéo lên bôi cứ phải của Gao Trai xem anh Dũng đùa với Gao Trai của Gia Thọ con này nãy vừa vượt đấy giờ nó mới to được tí đang đói mà đéo có bánh ăn này cay đang đói mà không có bánh ăn cay con kia đi đường năm kìa đấy có ông nào đi còn được năm nữa đóng thùng rồi tốt nhất là không có bỏ miếng thì chẳng may thì nó đã đang bên tai bên kia không những cái hàng bên tai bên kia rồi giờ mình bóc ra mình phải miếng mà
thằng này có cái đá của nó nhá, chứ đừng có lói. Thằng này nó có, thằng này nó có cái giá, không phải đơn giản đâu nhá. Không, nên cho biết đấy. Không, đây đang kiện là chưa có gì ăn, đang đói. Là sau nhỉ, tốt nhất là sau nhỉ, tốt nhất thôi, đừng có gửi làm cái gì cả cho nó mệt ra. Có cho không để con biết được, không ấy để ông đi mua này. Hả? À? Ông lên đi ông ơi. Ông lên đi. Ông ở đâu? Ở chỗ ngã ba Đông Lang. À Thái Bình. Ừ. Ok. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Lơ. Đây rồi.
Đồng Lý quay đầu sang đây à? Đồng Lý tải đạp gắt lắm. Gắt lắm, đi trước con này chạy mà mình ép, kiểu ép tua. Chạy nhanh lắm, chạy đi lắm. Mà đây chả giật thấy vậy. Bỗng đầu, đẹp à bỗng đầu. Thì quá trình sẽ nó đổ cái kìm quá trình yếu
2 năm bây giờ vẫn đi lại được 10 rồi. Từ đợt đi với anh con màu xanh ấy. Đợt đấy rồi. Vâng. Em đi toàn trên Hà Nội Thanh Hóa rồi Hà Nội Quảng Ninh không đi. Học xong chưa? Em mới bảo vệ đồ án xong, giờ còn cái chứng chỉ tiếng Anh với tin học nữa là xong. Nãy đứng ở đây bốc đổ đấy, gần như đổ đấy, bảo cô đổ. Đấy, anh xếp cho hai cô của cạnh đây có vẻ đổ đỡ đau, xếp hai như đổ đỡ đau. Cười được là trơn thua. Bao giờ phải đỏ mặt cơ, mà phải chửi nhà xe cơ chứ bây giờ. Tiết tài cơ. Nghe anh chưa? Bao giờ mặt đỏ tiết tài. Đây là bệnh viện đi. Số người biết trí nè. Cười được là chưa phọt được. Cứ cười được là chuyện là sao đây. Số người biết trí nè. Tinh dần được đường sắt này nâng cao lên. Bảy cái ba cắt lại. Chỉ số cây số 7 nhỉ? Cây số 7 là chỉ số. Số khoai nhỉ? Chỉ số khoai đúng không? Các bạn đang check số check vai là ra sao? Và đâu mày sẽ nhớ từng nhà một đủ
chùa chúng tôi đi, chúng tôi, các bà đi, chúng tôi đếm từng ngày một cơ mà. Ngày một. Có đội Hà lâu lắm nhỉ. Đùa. Chấm công rồi đấy. Không làm chúng tôi tích vào hết. Qua đây mây đen. Hai thằng vứt xốp vào thằng bảo. Được chưa? Được chưa? Sửa được chưa? Đâu xe làm được chưa? Mở nó mở đâu ấy. Dưới lạnh cái mát là nóng, lạnh cái gì cũng không ăn.
dưới. Anh Dũng ơi, bên đây nhiều bụi cây này. Đi, đấy. Sao đây nó đi sang nó không, sang cái nổi tiếng. Chuyên đi những người đang dập đấy, đấy chỗ đấy. Không, anh phải xem cái chỗ nào để biển cầm đấy vậy. Không ai đi hết cua đi cái đoạn đấy. Cua đến dân bây giờ ấy. Không có dân luôn. Gỗ. Anh hô có gỗ luôn. Không, đừng lâu lắm. Hô là xuống hết là chết anh. Lâu lắm, xuống lại phải 20 phút. 20 phút thì phải cho người ta thoải mái. Nhưng mà người ta không đi vệ sinh, người ta chỉ đường nhỡ. Không, người ta bị chớm luôn. Không như bọn em. 20 gì, đói không ăn được thì cái này mà. Vào không vào được nhưng mà ra nó phải ra. Nhưng mà căng lắm chứ. Chả căng thì sao? Chưa, đang cười được là chưa căng lắm rồi. Đây này. Đấy, cái bụi chuối này rồi. 30 giây. Rất nhiều chuối, chỗ này nhiều chuối lắm. Chuối nhưng mà hoa chuối hay đại chuối ấy. Hết cái cua này. Anh cứ dừng ở chỗ nào thoáng nhất đấy. Đây thoáng. Có gì đâu. Giờ mùa ở đây cũng đi rồi chứ không phải mùi biết gì nữa. Buồn nhà hoa lắm. Nhà hoa cái chỗ nào thoáng nhất. Đây. Còn sao máy. Công an. Công an. Chắc công an rồi. Công an đây này. Thằng Dinh. Đấy theo. Đấy. Đấy có mấy ông đang chăm gỗ. Chú công an nhá. Chú rồi gặp chào luôn công an. Anh có dừng cái cục thôi được không? Xin chào. Khu vực cấm dừng đỗ xe. Đây. Trung tâm gì đây? Không phải thôi đi, chịu đấy. Đây vào cái gốc cây đi vào chỗ. Đức luận. Có thể bảo vệ không? Nhanh chạy đi. Chạy nhanh vào.